em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với shop đồ chơi xe tải hôm nay. Hôm nay shop đồ chơi xe tải, anh em của Agra lại có dịp cùng anh em chung vui. Ngoài ra sự kiện năm nay có sự tham dự của rất là nhiều anh em nhà tài trợ ở như Agra hoặc là bên Hyundai Đông Nam hoặc là Nhật Đức. Đấy anh em xem, anh em đi một vòng qua đây ngó một dàn, anh em thấy rồi. Xe của hộ nghèo là của ông Thắng Victor anh em ạ. Đấy, xe của hộ nghèo đấy. Nghèo mà toàn xài đồ inox không anh em ạ. Toàn xài đồ mạ chrome inox thôi. Đấy gọi là hộ nghèo. Đấy. Úp, con này là dán rồi. Tùng inox. Xe của anh Hòa. Đấy, anh Hòa hiện tại đang là chủ tịch của anh em yêu xe ở câu lạc bộ Hà Nội. Đấy, xe rất là đẹp. Navara anh em ạ. Con này thì đang hôm nào sẽ lên độ cho bộ còi nữa cho nó kêu to anh em ạ. Có giá lóc đẹp đấy. Gấu phết. Có từ là xe giờ rất nhiều kiểu độ anh em ạ. Muôn vàn kiểu độ luôn. Rất là nhiều kiểu độ khác nhau. Có từ rồi giá nóc rồi là body kit. Giống hệt xe con luôn anh em ạ. Cũng độ cánh lướt gió là anh em nhìn có có từ. Đấy, độ cánh lướt gió bên dưới còn nâng này, còn Superman này. Các kiểu luôn. Đấy, anh em sang bên kia ngó xem còn bao con xe nữa. Làm quả cản nhôm mẹ, nguyên khối, phay ra sợ thật. Anh này có review, em thì review này. Phải cho anh nhìn thấy chữ Trần quay to đến từ. Trước anh thấy cạo hết rồi mà. Em á? Ừ. Cạo hôm qua cạo thì nay nay lại cấy à? Đấy. Cạo bao giờ? Pro này. Bao giờ mà tóc anh mà đủ dày nhanh như giống em. Rồi anh em sang bên kia xem có bao nhiêu xe anh bên kia nữa. Cũng nhiều xe đẹp anh em ạ. Xe anh, ông em ở trên Bắc Cạn. Ông em này cũng đam mê xe, trang trí các kiểu anh em thấy. Bắc Trung Nam. Đem tiếc. Xe kiến vàng. Đấy, VTV hẳn hoi các loại tem. Đấy, anh em nếu mà anh em nào Sài Gòn mà xem được cái video này anh em nhìn thấy rất nhiều tem luôn, không kém anh em Sài Gòn đâu nhá. Đấy, Doraemon này rồi Michelin này, các loại tem này. Ôi giời, nhiều lắm. Xe cẩu đấy anh em nhá. Đấy anh em không biết là anh em Sài Gòn hay là Đà Lạt Lâm Đồng kèn còn gác nóc hay không. Như anh em Hà Nội kèn vẫn gác nóc bình thường anh em nhá. Vẫn gác nóc bình thường năm nay á. Thôi bây giờ mình đi xem qua cái đầu xe thôi, vì xe tải chủ yếu đẹp đầu xe như dạo quanh một vòng xuống. Đấy, anh em xe to như này anh em còn bớt. Xe to như này anh em còn bớt thời gian công sức. Và nói chung là anh em bớt thời gian xuống đây là anh em bớt tiền đến đây. Đấy. Đấy xe to đấy. Từ Hà Nam 90 lên. Xe to thế mà anh em bớt thời gian công sức xuống đây, nghĩa là anh em cực kỳ yêu mến câu lạc bộ và yêu mến xe và anh em muốn đến để cùng anh em chung vui. Anh Hà này, đấy, Nguyễn Mạnh Hà, Potter, Kia, rất là đẹp luôn. Đấy, anh em nhiều anh em thì không nhất thiết anh em phải có tiền, không nhất thiết anh em phải chi nhiều tiền để độ một con xe nó quá đẹp. Quan trọng là anh em giữ được một cái xe nó sạch, đấy, chỉ cần sạch như này, độ điểm mấy chỗ như này là anh em đã thấy nó đã đẹp rồi đúng không ạ? Đấy, ngoài ra dán thêm một chút tem điểm nó lại. Dán một ít tem vào thùng nữa là nó đã đẹp lắm rồi. Nên là anh em nào mà nhỡ có xem được video lại bảo độ xe thế, bảo là độ. Xin lỗi với anh em như này, rất là nhiều cái video trước anh em có nói là độ xe thế mà một tí thế mà gọi là độ. Anh em có tiền nhiều thì anh em độ vào nhiều. Anh em có tiền ít thì dán thêm cái tem thì cũng là độ, đúng không? Dán tem là độ xe mà, chứ không phải là cứ phải cắt phá ra mới gọi độ xe. Rất là nhiều anh em hay hiểu lầm cái quan điểm độ xe. Đấy, còn phụ thuộc anh em tiền nhiều tiền ít nữa và anh em yêu mến xe như nào, anh em thích như nào. Nhiều anh em thì thích điểm, nhiều anh em thích độ zin và thêm điểm tem thôi là ok rồi. Đấy, quả này quả loa độc đáo này anh em. Đấy, anh em cứ cãi là loa kèn nó bằng cái gì, anh em nhìn thấy chưa, nó hơi đồng đồng này. Con này một đôi Chago một đôi ong. Đấy, chơi chưa? Chất chơi con rơi anh em nhé. Một đôi Chago này, một đôi ong vàng luôn anh em ạ. Đấy, thế mới khiết. 29. Rồi, xe anh học đây rồi. Idol xóm.
Đấy, idol xóm đây. Xe anh dâu dài đấy. Đấy. Xe ông dâu dài đấy nhá. Ông dâu dài có quả xe rất là khiếp. Ờ, cái này nó là mốt rồi anh em ạ. Đấy, dán vào đây nhìn rất là hầm hố đẹp. Rồi, xuống xem còn vài con nữa. Một con này, 2, 3, 4 đây. Những anh em điểm điểm như thế này thôi. Ok rồi. Nói chung là chung quy lại ấy, là như này. Anh em đến góp vui, anh em có xe, anh em đem đến là ok rồi. Anh em độ đến có tiền đến đâu, độ đến đấy. Và quan trọng nhất là hôm nay anh em có mặt ở đây, đúng không ạ? Hôm nay anh em có mặt ở đây nghĩa là anh em yêu mến câu lạc bộ, anh em muốn góp vui với anh em muốn chia sẻ niềm vui với anh em trong câu lạc bộ. Và cái hay hơn nữa là anh em được gặp gỡ nhau sau một thời gian rất là lâu, anh em cũng muốn được giao lưu, học hỏi, gặp mặt, đúng không ạ? Trong sự kiện ai cũng muốn mình bớt một chút thời gian, mặc dù ở đây cách Hà Nội khoảng độ tầm hơn 30 cây, nhưng vì anh em yêu mến nhau thì vẫn dành thời gian cho nhau được. Đó, anh em chúng tôi Agra hôm nay cũng dành thời gian công sức đi xuống, và anh em cũng tập trung xuống để chung vui chia sẻ với anh em, đúng không ạ? Đấy, đây anh em không, anh em nào thực dụng thì độ bộ bi này đấy cho nó sáng, bi giờ không cấm anh em ạ. Cầm cà lê to thế ai nhìn sợ. Anh em đấy, mấy ông riêng dòng cứu hộ này bao giờ có đồ trong xe nhá, bao giờ mấy ông cứu hộ cũng có hàng nóng trong xe, nên anh em gặp anh em cứu hộ cẩn thận đấy. Rồi bây giờ anh em ta quay trở lại sân khấu sự kiện. Nếu mà anh em nào mà thấy video hay, anh em có thể cho xin follow, xin like, và anh em quay lại trở lại sân khấu trong lát nữa chúng ta tiếp tục sự kiện hôm nay anh em nhé. Thì là trong thời gian cũng lâu rồi, sợ đúng như anh Hòa nói là chúng ta sợ mỗi cái là chúng ta
quen nhau, mặc dù là anh em cũng biết nhau trên mạng xã hội, cũng thường xuyên giao lưu với nhau. Tuy nhiên thì có một sự kiện đó gặp mặt trực tiếp nó vẫn mang lại nhiều cảm xúc, nó vẫn có lại nhiều nghĩ lại cho anh em hơn, và nhất là anh em khi gặp với nhau còn nhìn thấy nhau còn sức khỏe giống như anh Hòa cũng trải qua một cái thời gian ngắn trong thời gian vừa rồi. Tôi không biết đó là việc anh cũng phải đi làm việc thôi, đúng không? Lúc đó là đấy sức khỏe đáng quý, và chúng ta gặp lại nhau hôm nay bao nhiêu anh em vẫn thấy được nhau vẫn khỏe như này là chúng ta đều vui, đúng không? Chúc cho anh em vẫn có một buổi liên hoan gặp gỡ đầy ý nghĩa, vui vẻ và đi về an toàn. Chúc anh em vững vàng tay lái mặt đẻo Việt Nam. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã tạo điều kiện cho anh em của bạn tại sự kiện ngày hôm nay. Cảm ơn anh Hòa rất là nhiều. Vâng, và thay mặt Chiêu Hà Nội có món quà gửi đến nhà tài trợ, đó là Ahara. Xin một tràng pháo tay đến từ toàn thể anh em. Thank you.